đấu giữa Điện Biên và Đại Bàng con. Ừ, con diện gì? Con Đại Bàng. Cái gì hiện tại không đó? Đây đụng nó mổ cái đùi tôi cái lên. Không có đâu. Đấu rồi, khoan, gỡ cái đi rồi đấu. Gỡ cái đấu. Gỡ tiếp. Cái gì này, gỡ cái đi rồi. Gỡ tiếp mà. Vô nè, vô nè, cái khu giò nè. Đứng, cái giò đưa lên. 1, 2, 3. Trời ơi, chết mẹ rồi, con Điện Biên này. Điện Biên cắn này, Điện Biên cắn này. Ui. Nó quấu hai cái giò nè, có giò nè. Để thui cái nào gì. Rồi rồi, đi, rồi nè, rồi nè. Để đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cắn thật dịu, thật dịu. Thằng nào cũng giữ cái chân á. Cái nào, cái nào. Biệt rồi trời rồi, đậu vô rồi. Đậu đâu rồi. Đi kìa, hút lưới vô. Lưới tới vậy nè, tới Điện Biên vậy nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nghĩ đi, đồ mù mấy con nấm mà con Điện Biên này nó cắn đầu con quá. Ê, đúng rồi, con Điện Biên này nó kêu nè. Đâu giữ bằng thầy bói được, thầy bói không giữ. Nè, lại nè, lại nè. Từ từ. Một cái bát giúp. Giò, nó đánh trong giò không? Nó giò. Không cần ngồi nhỏ nữa. Thôi, trở đi Điện Biên kìa. Ôi lồi trong mắt rồi. Còn này đủ quá, máy bay đâu, máy bay về. Ông máy cũng khác nữa. Nó đó. Thông minh kìa chị à. Đâu đâu nó máy về. Mở tiếp lũng đầu ơi, dính đầu lũng ơi. Ấm đầu nhớ, ấm đầu nhớ. Đây giờ nhón lông đầu đi. Nó quá đâu nữa. Thịt tiếp rồi. Rồi chết nghe, rồi chết nghe. Cổ ra giờ nè. Chết rồi. Đâu cút con này đâu cút. Con mẫu một ruộng mà. Con này mẫu nè. Không có đâu, nó mẫu một cái. Cái giò. Má giò này ghê quá. Giò quá dữ. Đây con coi. Không, cờ trắng đâu dính đâu. Không, dính cờ trắng được. Cột ly. Dính. Đừng có né. Trời ơi, chưa biết đâu, né rồi. Cột ly.